Chiến công diệt ngư tinh của vua Lạc Long Quân, phần 1. Ở biển Đông có một con tinh ngư xa, còn gọi là ngư tinh, dài hơn 50 trượng, chân nhiều như chân rết, biến hóa vạn trạng, linh dị khôn lường, khi đi thì ầm ầm như mưa, lại ăn được thịt người nên ai cũng sợ. Thủa ấy có hòn đá ngư tinh, sang đá lầm chầm, cắt ngang bờ biển, ở dưới đá có hang, ngư tinh sống ở trong đó. Vì sóng gió hiểm trở, không có lối thông, dân muốn mở một đường đi khác nhưng đã rắn khó đẽo. Thuyền của nhân dân đi qua chỗ này thường hay bị ngư tinh làm hại. Đêm kia có bọn người tiên đục đá làm đường đi để cho hành quân có chỗ qua lại. Ngư tinh bèn hóa con gà trắng gáy ở trên núi. Quần tiên nghe tiếng, ngỡ rằng đã rạng đông, bên cùng trời bay lên.